Benjamin Davis. Khá hay. Gustafsson. Gustafsson! Tỷ số là 1-0 cho U23 Thái Lan. Một pha xoay sở không phải là quá xuất sắc, một cú ra chân với lực cũng không phải là quá mạnh. Nhưng điều quan trọng là Gustafsson đã giúp cho cầu thủ U23 Thái Lan vươn lên dẫn trước. Và những áp lực đã được giải tỏa với huấn luyện viên Manu Pulkin cùng với những cộng sự của mình. Rõ ràng là sau người đá cao nhất trên hàng tấn công của U23 Thái Lan, Patrick Gustafsson, đã có được bàn thắng. Trong khi người đá cao nhất trên hàng tấn công của U23 Malaysia là số 19 Danian Ashri chưa có một pha bóng nào đáng chú ý. Đó là một pha xoay sở hay giữa ba cầu thủ phòng ngự của U23 Malaysia, tương đối khéo léo. Nhưng khó có thể nói rằng trong tình huống này thì thủ thành Gani đã có được sự tập trung tốt nhất. Một hình xử lý bằng gầm giày khá tốt trước đó của tiền vệ mang áo số 6 này. Cú đó là một trong những điểm sáng của U23 Malaysia. Những tình huống tấn công ở bên phía cánh phải tập trung rất nhiều vào cầu thủ áo số 6 này. Thắng ngang! Gustafsson đang nghĩ gì khi anh phải ra sân một cách bất đắc dĩ? Còn đây là khoảnh khắc mà đội trưởng của Malaysia Bin Hamadi đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Trong một tình huống mà Ashri có lẽ chỉ cần chạm trúng bóng thôi là sẽ mang về niềm vui cho cầu thủ viên Malaysia. Vâng, một tình huống ghi bàn có lẽ là bằng đùi của tiền đạo mặc áo số 19 này. Một pha phối hợp tấn công với tốc độ quá nhanh. Kỳ SEA Games với rất nhiều cảm xúc của thể thao Việt Nam và bóng đá Việt Nam. Ismail không biết có chạm tay hay không. Goal! Bắn con! Rất bình tĩnh. Goal! Malaysia lội ngược dòng và gần như chắc chắn họ sẽ có 3 điểm. Chắc chắn họ sẽ có chiến thắng ngày hôm nay. Thực sự là một cơn địa chấn đã được tạo ra trên sân vận động Thiên Trường, tỉnh Nam Định. Vẻ mặt thất thần của huấn luyện viên Manu Pulkin, huấn luyện viên tạm quyền của đội tuyển U23 Thái Lan, tác giả của pha ghi bàn ở đúng phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2 là cầu thủ vào sân thay người. Như hình ảnh vừa rồi, quý vị các bạn đã thấy các cầu thủ Thái Lan đã mệt như thế nào. Họ phải đá để lấp vào khoảng trống của Jonathan Khemdi. Đây là một pha xử lý rất bình tĩnh của Binasa.